Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Lan Va Phong lại tiếp tục lên chia sẻ cho toàn thể quý vị và các bạn rất là nhiều mặt hàng. Và hôm nay thì Lan Phong sẽ chia sẻ một cái giá cực kỳ yêu thương nhất có thể để gửi tới toàn thể quý vị. Và sau đây thì mời quý vị đi vào chi tiết đơn hàng trong hôm nay. Trước màn hình quý vị và các bạn, đây là mới cái giò năm trắng Phú Thọ, chia sẻ yêu thương cho quý vị là 100 ngàn một chậu. Quý vị mà sưu tầm liên hệ trực tiếp, rất là đẹp. Đó, dòng lá xỉ mặt hoa đẹp nhất trong các dòng năm trắng Phú Thọ. Ở đây thì còn có 1, 2, 3, 4 chậu thôi, 5 chậu. Chia sẻ quý vị giá là 100k nhé. Chậu nào nó cũng như chậu nào. Chậu số 1 cũng là 100k quý vị ạ. Chậu số 2 cũng là 100k. Và cái chậu số 3 này cũng là 100k. Số 4 cũng 100k. Và số 5 cũng 100k. Nếu như quý vị sưu tầm thì liên hệ. Và đây là có một kỳ thảo nguyên 2, chia sẻ quý vị giá là 300. Cây rất đẹp, rất khỏe quý vị nhé. Đó. Và đây là cái đơn số 1, đơn số 2 này chia sẻ quý vị 200 này. Đó, rất là đẹp, thảo nguyên 2 nhé. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Đó, có hai kỳ này thì chia sẻ quý vị cây 300 và cây 200 thì quý vị sưu tầm. Ở đây thì có mấy kỳ xòe. Xòe thì vừa cắt trên thân xuống quý vị ạ. Đấy, mà quý vị mà sưu tầm thì lấy nhé. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 kỳ. Chia sẻ quý vị về quý vị tự trồng nhé, giá khỏe đẹp, giá yêu thương thôi. 5 kỳ này chia sẻ quý vị 200.000, cực kỳ yêu thương nhé. Đấy, 200.000 là quý vị đã sở hữu được 5 kỳ hồng xòe rồi. Và tiếp theo là ở đây có 3 kỳ, 3 kỳ hồng xòe này thì còn lớn hơn và chia sẻ quý vị yêu thương này. 3 kỳ này chia sẻ quý vị giá là 400k, đó rất là đẹp nhé. 1, 2, 3 kỳ 400.000 đồng, cực kỳ yêu thương. Đó, còn cái bé là 200. Đấy, quý vị nhìn này, giá khỏe nhá, đẹp. Tiếp theo thì ở đây có mấy kỳ mỹ nhân này, vừa cắt xuống nhưng mà không trồng nữa, để chia sẻ về quý vị tự trồng. Đây là 1 kỳ này, 2 kỳ này, 3 kỳ này. Đó, 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ. 6 kỳ tất cả nhá. 6 kỳ này chia sẻ quý vị 200 về quý vị tự trồng nhá, khỏe đẹp. Đó, và sau đây thì mời quý vị đi vào chi tiết từng đơn hàng ngày hôm nay nữa. Thì đây là có cái giò Phú Thọ này, xin lỗi, là có cái giò mắt trâu đường xanh, vẫn chia sẻ quý vị là 300.000 một chậu, đẹp. Chậu số 2 cũng là 300. Và tiếp theo thì có 3 cái giò này giảm giá quý vị này, quý vị sưu tầm nhé. Cái giò thiếu đập hồng này 1.8 triệu, mỗi ngày đăng là 1.800.000 nhé. Hôm nay giảm cho quý vị luôn, để quý vị chơi luôn. 900.000, giảm một nửa luôn nhé. Cái nào giảm là báo giảm trực tiếp, và cái nào không giảm là không giảm. Cái giò thiếu đập hồng này 1.800.000, giảm quý vị còn 900.000. Đấy, quý vị mà siêu tầm alo trực tiếp. Cái giò hồng tên lứa này 1.6 triệu này, hôm nay bán cho quý vị này 800.000. Xả luôn nhé, 800.000 là giá một nửa luôn, xả quý vị về quý vị chơi nhé. Đấy, cái giò hồng tên lứa số 2 nhé. Đây, số 1 thiếu đầu hồng 1.8 triệu còn 900, cái này còn 800. Đấy, quý vị mà lấy đơn nào thì alo thôi. Và ở đây thì có mỹ nhân này, mỹ nhân tiếp này. Cái giò này là bán là 900, giảm giá cho quý vị 2 chậu này còn 500. Quý vị mà siêu tầm alo, giá yêu thương nhé. Tiếp theo thì hai kỳ mít sen hồng Hàm Yên, giảm giá thì cũng không có gì mà giảm nhiều, vì cái giống này nó không có nhiều quý vị ạ. Giảm cho quý vị là mỗi ngày là bán 400.000, này lấy quý vị là 300.000 nhé. 300.000, đó. Cái nào báo giá giảm thì là giảm luôn, mà cái nào không giảm là không giảm quý vị nhé. Đó, cái này là 350.000, còn có cặp thôi. Tiếp theo là hồng xòe nhé, kỳ 52 nhé. Hôm nay chia sẻ cái chậu cái này cho quý vị giá là 400.000, khỏe đẹp nhé. Đấy, 400.000, cực kỳ yêu thương. Và mít huyền diệu thì những cái cặp này thì chia sẻ quý vị vẫn là 300, 150. Đó,
những kỳ một này là 150.000 nhé, còn những cặp đôi này thì nó là 300 đó, 300. Vì những cái nào báo dám là dám luôn, mà cái nào không dám thì không dám quý vị nhé. Còn ở đây thì hồng thu thì quý vị mà lấy thì alo là chia sẻ quý vị 2 chậu là 300.000, 300.000 2 chậu nhé. Đấy, còn con hồng bí quyết này 200.000, chia sẻ quý vị 150.000 đó. Còn ở đây là có một cái chậu hoa hôi quế phong, cái chậu này bán 500. Hôm nay thì giảm cho quý vị giá là 400 nhé, 400. Còn có một chậu nữa thôi. Tiếp theo là bạch tuyết. Bạch tuyết thì hôm nay sẽ giảm cho quý vị một nửa luôn quý vị nhé, để quý vị sưu tầm nhé. Đơn số 14 600.000, giảm cho quý vị 300.000, 300, xin lỗi quý vị, giảm một chút thôi vì giá hôm nay không được. Giảm cho quý vị giá là 600, giảm quý vị là 400.000 đó. Nếu mà mình bán nó loạn mất. Số 12 là 800.000, giảm cho quý vị lá là 500. Số 13 là 900.000, giảm cho quý vị là 500.000 đó. Số 15 này 800.000, giảm cho quý vị là 500.000 đó. Còn ngọc sơn cước bao người hàng mơ ước, đơn này là mấy ngày là bán 4 triệu đến 6 triệu quý vị này. Quý vị nào mà lấy thật sự nhá, 3,5 triệu đó. Juliet 5 triệu nay lấy quý vị 4 triệu nhá, cực kỳ yêu thương đó quý vị nhìn này, đơn 26. Bảo Duy 7 triệu lấy quý vị 6 triệu 5 triệu dưới nhá, 5 triệu dưới đó. Còn thực sự nói quý vị, các kênh bán hàng YouTube là để Bảo Duy nở một bông là chưa có mấy khi có Bảo Duy nở đâu đấy, nên là đừng có nghĩ là thị trường nhiều Bảo Duy bán gì là không có đâu. 7 triệu lấy quý vị 5 triệu rưỡi. Người đẹp không tên 8 triệu lấy quý vị 6 triệu 500 nhé, quá tuyệt vời luôn. Hồng Á Hậu, ôi dồi ôi, một con đẹp phê pha như này 19 800.000 đồng. Số 18 800.000 đồng đó, 2 kỳ 1 triệu 6 nha. Hoa hậu xứ Mường 1 triệu đồng, giảm cho quý vị 600.000 đồng. Cái nào báo giảm là báo giảm luôn video. Đơn số 1 vẫn là hoa hậu xứ Mường 2 triệu đồng, giảm cho quý vị là 1,5 triệu đồng. Năm trắng như ý 800.000 đồng, 1 triệu lấy 800 nhé. Đấy. Bạch tuyết 1 triệu 2 lấy 900. Quá tuyệt vời, quá yêu thương luôn quý vị nhé. Bạch tuyết 2,5 triệu đồng lấy quý vị 2 triệu đồng. Quá yêu thương luôn. Cái giá này giá cực kỳ yêu thương rồi. Đó, còn phù mễ thì kỳ to 200, kỳ bé 100. Đấy. Còn Kiều Phi Yến bán theo cặp đi, cả cặp này lấy quý vị 500 nhé. Quý vị mua lễ thì là 300, mà cả cặp lấy 500. Con to 4 bé là 500 một cặp. Còn lấy một là 300 một con nhé, có thể chọn một trong hai con này. Đó, còn con này thì vẫn lấy quý vị là 400.000 nhé. Đó. Và ở đây có hồng á hậu này. Lấy quý vị là 300.000.
3 ki, 33 là 9, 900.000 3 ki đó. Và ở đây thì có 1 ki mè ngày, chia sẻ quý vị là 500.000 đồng một cái giá yêu thương nhất đó. Con mè ngài này cũng chia sẻ quý vị 500.000 đồng một cái giá yêu thương cực kỳ yêu thương nhất đó. Quý vị mà sưu tầm alo trực tiếp. Và ở đây có một cái con rất là đẹp, mà nó là một cái tiềm năng và nó còn rất là giá trị trong giới làn hiện nay. Chia sẻ cho quý vị một con hồng đẹp, sắc nước nghiêng thành đâu nhỉ, vừa nhìn thấy nó đây mà nó lại trôi được, nhiều cây quá nó còn lẫn lộn. Hồng và cái cây này thì nó khá là nhiều tiền, có lẽ là nó to tiền quá quý vị cũng không với tới được. Để khi nào gì thì quý vị mua. Tôi và video xin kết thúc tại đây thôi.